Với quyết tâm không để dịch COVID-19 xâm nhập lây lan qua đường biển, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến biển và tuyên truyền hướng dẫn cho bà con ngư dân nâng cao ý thức phòng chống dịch. Những ngày qua, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang được Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai tích cực, trong đó tập trung cho việc kiểm soát ngăn ngừa dịch tại các trạm kiểm soát biên phòng, cảng cá, âu thuyền, những nơi dễ có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đồng thời phối hợp tốt với các lực lượng chống dịch của thành phố để kiểm soát, hướng dẫn thuyền viên và công nhân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Hiện nay thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên lượng hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng là tương đối lớn. Do vậy mà chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát và phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch tại cửa khẩu cảng. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã lập 6 trạm chốt kiểm soát và tuần tra lưu động trên biển, đồng thời tăng cường lực lượng phương tiện cho các đơn vị, đặc biệt là biên phòng cửa khẩu cảng và các trạm kiểm soát biên phòng, nhằm triển khai đồng bộ các nội dung nhiệm vụ công việc để phòng chống dịch có hiệu quả nhất. Công việc ngồi là chống xâm nhập trái phép. Trong điều kiện hiện nay, tình hình người nước ngoài và người Việt Nam thực hiện lưu thông qua cửa khẩu cảng để xuất nhập khẩu hàng hóa là khá lớn. Do vậy mà chúng tôi tăng cường tuyên truyền, vận động giám sát, đồng thời phối hợp với CDC test nhanh các trường hợp đảm bảo phòng chống Covid. Bên cạnh việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát các phương tiện vận tải ra vào cảng, phối hợp với trung tâm y tế địa phương ra trực tiếp ngoài tàu để lấy mẫu test nhanh cho thuyền viên trước khi vào cảng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố còn phối hợp tốt với các lực lượng phòng chống dịch của địa phương để bảo vệ an ninh biên giới biển và kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua đường biển.